Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 27 tháng 4 2021, Bonsai Phú Tài tiếp tục chào giá cho các bạn một số tác phẩm mà nhà vườn muốn giao lưu. Các bạn thân mến, thì năm Thu cũng chỉ làm clip thôi, mình không có tham gia mua bán. Mọi liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi cho cô Phượng tới số điện thoại là 0782211139 các bạn ha. Nông Thu nhắc lại số điện thoại là 0782211139. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta về bước chân trong, bước gặp cô Phượng để cô Phượng chào giá cho các bạn một số tác phẩm nhà vườn muốn giao luôn các bạn ha. Rồi, chào Phượng. Dạ con chào chú. Dạ con cũng chào cô chú anh chị lần xa. Dạ hôm nay đến cái clip ngày hôm nay thì con cũng xin giới thiệu với cô chú một số chủng loại cây bonsai á chú Năm. Thì khi mà cô chú chốt cây thì liên hệ với con qua số điện thoại 0782211139 chốt, số đó cũng có số Zalo luôn chú Năm. Rồi cái hình thức chốt cây của vườn mình như thế nào Phượng ơi? Dạ thì khi mà cô chú chốt cây thì chúng tôi trước cho con 50% chốt, còn lại 50% thì con nhờ phụ tá thu hộ chú Năm. Rồi cũng là báo trên clip là giá đã bao ship toàn quốc cũng là rất đơn giản ha. Dạ. Kể như những cây nào lên list như thế nào là mình chuyển đi nguyên bộ như thế đấy. Chứ không phải là bó bầu hay là gì sang chậu vậy hả? Có một hôm nay đối với list ngày hôm nay thì có một hai cây bó bầu chú Năm, tại vì chậu nó chậu xi măng đó chú. Nhưng mà đi xa thì con sợ nhiều khi nó bể cái chậu đó chú rồi nó ảnh hưởng tới cái cây đó chú Năm. Rồi, cứ cây nào bó bầu thì mình cứ thông báo ha, để cô bác anh chị biết cho nắm rõ, để nhiều lúc cái chậu không đáng giá là bao mà làm mất lòng khách hàng của mình là cũng không nên. Đúng không? Dạ. Rồi, ok. Rồi thôi bây giờ bắt đầu chúng ta tiến hành làm việc đi. Dạ. Rồi, cây số 1, cây đầu tiên. Cây số 1 là cây nguyệt quế chú Năm. Dạ, hoành gốc là 40. Dạ, thân là 15. Dạ, tán ngang là 36. Dạ, chiều cao là 32. Nguyệt quế. Dạ, cây nguyệt quế số 1. Con xin báo giá là 700, giá đã có ship bao gồm luôn chậu. Giá là 700 nha các bạn. Dạ. Nó nhỏ cái đế nó cũng nhỏ hơn. Rồi, xin mời em kế tiếp. Tiếp làm gì đây? Cái số 2 là cây kim quýt chú. Kim quýt quốc tịch. Dạ Việt Nam. Dạ Việt Nam. Dạ hoàng đế là 30. Vườn mình có quốc tịch Campuchia không? Dạ không chú, Campuchia nó đang dịch nhiều lắm đấy. Dạ, đang dịch không dám qua sang phải không? Cái thân của cái thân này thì chắc bằng chân trái con chú Năm. Dạ tán ngang là 49. Dạ chiều cao là 45. Đang có trái. Để các bạn nhìn ha, lấy cô Phượng quay quay vòng tròn vòng tròn. Quay từ từ thôi, quay nhanh quá chóng mặt làm sao. Rồi được chào giá là. Dạ cây kim quýt số 2 con xin báo giá là 1.9 triệu, giá là có ship chứ. 1.9 triệu nha các bạn. Dạ. 1.9 triệu. Các bạn nhìn kỹ ha, mấy cái chậu luôn ha. Cây đã được vô chậu cẩn thận và cây như thế nào, chậu như thế nào thì chuyển nguyên bộ. Có những cây mà bắt buộc phải bó bầu thì chủ vườn sẽ báo các bạn ha. Con xin báo lại cây kim quýt số 2 giá là 1.9 triệu, giá là có ship. 1.9 triệu rồi, ok. Dạ, cây số 3 là cây mai chiến thủy. Mai chiến thủy là trùng. Phải không Hương? Dạ. Trung lưu hả? Dạ, hoàng đế là 40. Dạ, thân là 14.
Dạ tán ngang là 69. Dạ chiều cao là 31. Rồi mình nghiêng cây đi ha. Dạ. Nghiêng cây. Nghiêng nữa. Rồi các bạn nhìn thấy chi dâm bên trong cây ha. Rồi ok. Dạ cây mai chiến thị số 3, con xin báo giá là 2,8 triệu, bao gồm luôn trọng em. 2,8 triệu. Dạ. Các bạn lưu ý đây là giá đã có ship. Rồi, chúng ta tiếp tục xin mời em khác. Dạ, đến với cây số 4 là cây trang cam. Cây trang, một cam, một gốc. Dạ, hoành gốc là 32. Dạ, eo thân là 10. Dạ, tán ngang là 34. Dạ, chiều cao là 36. Dạ, kỳ đeo bông. Dạ cây tan cam số 4, con xin báo giá là 1,3 triệu, giá đã có ship. Một triệu ba. Dạ. Nếu chú liên hệ với con thì liên hệ qua số điện thoại 078 221 199. Dạ đến cây số 5 là cây mùi quế. Dạ tán ngang là 52. Dạ chiều cao là 40. Đây đang ngủ quá chừng nha chị. Chị theo bông. Cây này mà cô chú nào mà chốt rồi về tới nhà là nó bung trắng cây đó. Ngủ quá trời. Này lá trung hả? Dạ lá trung. Lá trung. Bông chùm. Bông nổ quá trời nổ, không nổ chùm 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 chùm. Nó mới bức bức thì nghe không. Dạ cây nguyệt số 5 con xin báo giá là 1,2 triệu, giá đã có ship bao gồm luôn chậu men. À, 1,2 triệu. Dạ. Rồi chúng ta tiếp tục chào giá em khác. Dạ cây số 6 là cây sam 86, cây zin. Dạ hoành đế là 64. Dạ hoành thân là 16. Dạ tán mai là 68. Dạ chiều cao là 26. Bị ghế, bị gì? Sai, nó bị tụt, cho nó đứt, nó bị tụt. Ừ. Nó trần răng chứ gì? Dạ. À, có nghĩa là nó xây xây cái bàn, nó không xây cái bàn mà nó xây cái trục.
Bởi được. Vì nãy giờ con thấy nó rất nó cứng cứng. Nó cứng cứng thì nó xây nguyên cái trụ đó. Dạ, dạ. Nó xây cái trụ nó làm cho cái răng nó chạy xuống rồi rút bằng xây xuống. Nãy giờ không biết. Nãy giờ nghe ạ. Dạ, xì, tóc cho mai em hết. Ông lông, ông diêu. Dạ, cây Sam 86 số 6. Con xin báo giá là 3 triệu 8. Giá đã có ship. Từ từ. Để xem cái bên trong nó ha. Chia tay đây. Có gai không? Có gai hả? Có nhưng mà nó nhỏ là cái nó không cứng song hình. Đây là mình chào giá là bao nhiêu đây? Dạ 3 triệu 8 thôi. 3 triệu 8? Dạ. Rồi, ok. Tiếp tục chia sẻ các bạn, cây bông trang này, trang gì? Trang sen. Trang sen. Trang chung. Bông quá trời ha. Bông này nó dai lắm chú. Bông dai là sao? Là bứt bông đứt hả? Chơi được lâu chú. Chứ không phải là... À, chứ không phải là dai là bứt không đứt hả? Dạ, nó là 25. Dạ tán ngang là 72. Dạ chiều cao là 82. Giống như là nó ra cũng cái nụ à. Nó để tiếp. Cây nó chơi được lâu bông nó lâu tàn. Rồi chúng ta phân tích các em này ha. Bắt đầu chúng ta quay từ góc lên trên. Quay từ góc lên trên ha. Hay là Phượng muốn đi từ trên xuống dưới? Muốn từ trên ngọn xuống đất, tự quyền quyết định. Tự quyền quyết định phải không? Bây giờ quay từ trên ngọn số ha. Dạ. Rồi, ok các bạn. Đây, từ thôi, cứ từ từ. Đi đâu mà giỏi mà vàng. Đây các bạn ha. Rồi. Xả tiền trong ra. Sợ giúp đá hoàng tôi mệt nha. Tôi không thích ai hoàng vô tôi đâu nha. Đây. Già rồi, bấu vô tôi tôi té theo luôn đó. Đây các bạn ha, khi ta được bố trí rất là cân đối. Cây đồng cốt, hai thân đây. Đây các bạn nhìn kỹ góc ha, các bạn cứ xem kỹ đi. Góc các bạn cứ xem kỹ. Nó có những cái vết nứt như thế này nhưng mà nó liền rồi các bạn. Đây nó liền mặt rồi các bạn, nó liền. Nó liền hết rồi, nó liền da. Bắt đầu nó kéo da đó. Còn trắng trắng là gì? Vậy. Dè nó nổi móc lên hả chứ? Cái dạ nó móc hả? Nó móc, dạ móc nè, móc meo nè, móc trắng luôn. Giống như đóng rong á. Tưởng tha phấn cho nó. Phấn còn không có xài nữa, chú vô tha vô cây. Tưởng lấy phấn còn tha vô cây cho nó đẹp, nó thơm dễ bán. Cái bông trang này trồng được cái thân này cũng rất là lâu. Và cây này cây zin có ghép không? Dạ không. Hàng zin. Nó trong thằng nó gì ra luôn á. Hàng zin. Em này chào giá là bao nhiêu đi? Dạ cây trang cam số 7 con xin báo giá là 8 triệu. Giá đã có ship bao gồm thân chậu xưa chứ. Đấy, để cái chậu đây ha, 8 dạ. triệu. 8 triệu hả? Dạ. Nè đi nguyên bộ nè ha, còn luôn cái chậu nè. Mày có nghĩ là con trồng hay xong không? Trồng cây hơi sâu đúng không? Đúng không? Dạ. Đúng không? Phải mình tưới cái nó sụp xuống hả? À. Rễ nó à, cái này thì có thể là không thích các bạn có thể đôn lên ha. Xong rồi đợt ra bông là mình đôn cao lên đó. Nhắc cây mình đôn. Đôn trọng lên. Lúc trồng thì bố trí cây nó cân đối với miền chậu rồi nhưng qua thời gian cây nó sụp xuống nó ăn phân đó. Nó nén xuống, nó sọt cây xuống, rồi cây nó hơi sâu chút xíu vậy các bạn có thể hết được bông mình nâng lên. Cái dòng này, như cái này mình kêu bông màu gì? Màu cam chứ. Màu cam.
vỏ cam. Sao chú thấy nó lốm đốm vừa cam vừa đỏ? Nhị, nhị trên thì nó cam, còn cái thì nó không màu đỏ. Cây có trái không? Trái thì chưa thấy hả? Rồi, ok, được chào giá là 8 triệu. À, luôn luôn cái chậu cổ nha các bạn ha. À, cái chậu nó ghi bằng chữ gì á Phượng? Phúc Lộc Thọ. Đọc lại đi. Ba chữ thì đọc Phúc Lộc Thọ, ba chữ thì đọc Phúc Lộc Thọ. Nhìn cho kỹ chứ nói không đúng rồi. Năm là bị năm mà thọ. Ba chữ Phúc Lộc Thọ. Hai con gồng Phúc Lộc Thọ. Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Chú Lâm tiếng tạo chú Lâm không biết à. Rồi, ok, xin mời em khác. Cây số 8 là cây sam hương. Cây sam hương, cây hàng diên hả? Dạ, hàng diên. Cây này gãy qua đợt, gãy buông đều. Dạ, hoành đế là 38. Dạ, thân là 19. Dạ, tán ngang là 35. Dạ, chiều cao là 34. Cái cây sam hương này là con bó bầu nha chú Năm. À, cây này là... mình sợ bể hả? Dạ, bể chậu xi măng con sợ nó bể cái chậu bó bầu cho nó an toàn hơn chú. Nếu mà khách ở Sài Gòn thì con giao luôn chậu, còn sợ khách ở xa phải xếp đường bưu điện hả chú. Con bó bầu cho nó an toàn. Mấy cái chậu xi măng này mình cũng không đảm bảo đi xa, nhiều khi nước bạn vô cục để mạnh tay cái là nó nứt. Để có tăng nánh cây sâm hương này khi mà chuyển đi thì phải bó bầu. Nếu bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chuyển cây thì chuyển trực tiếp cũng được, không phải là tiếc cái chậu. Chậu là chậu quầy bắp mà. Sợ nó bể dọc đường thôi. Nhiều bạn không biết đó, cái chậu thì ghê, làm như quý lắm mà không dám đưa chuyển đi. Nhưng mà sợ hư cây thôi chứ bạn ha. Dạ, cây sâm hương số 8 con xin báo giá là 1.3 triệu. Giá đã có ship. Giá đã có ship nha các bạn. Rồi, ok, xin mời em khó. Tiếp tục chia sẻ với các bạn là cây em số 9 là cây nguyệt quế. Nguyệt quế. Dạ, hoành gốc, hoành đế là 69. Dạ, eo thân là 33. Dạ, tán ngang là 67. Dạ, chiều cao là 52. Okay, vượt quế. Mang mã số mấy đây? Dạ, mã số 9 chú Năm. 9. Cây dễ thương lùng. Dạ, dạ, không nấu. Lên khóc rồi. Nói xin ra mùi ổi đâu thơm hả ta? Có chú, ổi xẻ. Ổi xẻ. Dạ. Cánh mùi cũng hay quá. Tưởng Phượng năng dụng mà. Sao ngồi đây với vốn ngồi sao dám năng dụng. Nó chỗ nào chấm cẩm cuối và phiêu của nó nhai ổi nó ăn dụng. Dạ, cây rồi em Nguyệt được chào giá. Dạ, cây Nguyệt số 9 con xin báo giá là 7.5 triệu. Bảy 7.5 triệu. Rồi, xin mời em khác. Cây sam hình. Sam sam hình. Số bông màu tím. Dạ,
25. Eo của một thân là 18. Dạ tán ngang là 51. Dạ chiều cao là 30. Rồi, em này được chào giá là? Dạ, cây sam số 10, con xin nói giá là 1,8 triệu nhé, đã có 1,8 triệu, dạ. Em mang là số 10. Rồi, ok, em xin mời em kế tiếp. Cây số 11 là cây trà Phúc Kiến. Trà Phúc Kiến, này trồng vô cái chậu này rất là hợp lý ha. Giá vàng là cũng được ha mà. Ừ, rất hợp lý. Quanh gốc là 30. Đúng trà xong rồi, ừ. Trái ăn luôn. Dạ, em thân là 17. Trái nó ngọt ngọt. Dạ tán ngang là 40. Dạ chiều cao là 18. Trái xanh đầy cây hết. Kín quá trời ha. Dạ. Này để bà uống trà ngắm dễ thương. Dán cũng dễ thương. Dễ thương để chơi bán làm chi? Còn có, trong vườn còn. Nhiều quá cho nên là chia sẻ với cô chú anh chị bớt. Bớt không? Dạ. Bán bớt để kiếm tiền mua trà uống ngắm nó thôi. Tại vì hết tiền mua trà rồi đó. Chú Nông là biết hết luôn. Hết tiền mua trà rồi. Dạ cây trà Phúc Kiến số 11 con xin báo giá là 1,3 triệu. Bao nhiêu? Dạ 1,3 triệu. 1,3 triệu. Rồi đồng thu cho các bạn xem lần nữa quay vòng đi. Con nghiêng cây đi con. Các bạn nhìn phía bên trong của cây ha, rất là dễ thương ha. Đây là dán bài. Rồi, ok. Tiếp tục chia sẻ với các bạn. Số 12 là cây sung. Em sung. Dạ, quanh đế là 71. Dạ, eo thân là 28. Dạ tán ngang là 63. Dạ chiều cao là 46. Dạ xung đen có trái quá chừng. Ừ, đã có trái. Cây xung này con cũng xin được bó bầu luôn nha cô chân. À, em này bó bầu tại vì các bạn nhìn thấy cái chậu không? Chậu xi măng đây. Chậu xi măng thành ra phải chuyển cây đi bỏ chậu lại thôi. Có trái đang có trái này sung tía hả? Dạ. Dạ. Sung tía thì các bạn thấy trái nó hơi đỏ đỏ nha. Tía đây là nghĩa là màu đỏ chứ không phải là tía má đó nha. Nè các bạn thấy trái đỏ đỏ không? Ngâm giấm đường cũng ngon. Nó tía mà có trái à, chứ không phải là tía má đâu, là cái tên cái cây sung nó đỏ đỏ. Còn cái sung nếp là cây sung bắc à. Trái nó bự. Trái bự lắm, sung nếp trái bự lắm. Mà trái nó trái đơn rồi ta. Còn cái sung mình có loại sung xanh trái chùm chùm. Chùm chùm nữa. Chùm chùm nữa. Dạ cây sung số 12 con xin báo giá là 2,5 triệu, giá đã có ship. 2,5 triệu giá đã có ship, các bạn lưu ý là em này được bó bầu à, không mang theo cái chậu được rồi ha. À. Rồi, ok, xin mời em khác. Để tiếp tục chia sẻ cho các bạn. À, cũng là... 14 là cây Nguyệt Quế. Nguyệt Quế. Hôm nay hàng mình có nhiều em Nguyệt ha. Dạ. Quanh gốc là 35. Dạ thân là 18. Dạ tán ngang là 31. Dạ chiều cao là 28. Cây số 14 con xin báo giá là 600, giá đã có ship 600 à, cây có lỗ các bạn, lỗ bánh đời thương phán. Đây đây, quay là cái phần lỗ à, các bạn ha. À, cho Lâm Thu xem cho các bạn soi kỹ cho các bạn xem. Giá cũng rất là mềm ha.
Rồi được chào giá là 600, giá là đạt. Nếu có xếp chuyển nguyên bộ đi thì giá năm tôi nghĩ nó cũng khá là mềm. Rồi ok, xin mời ông khác. Tiếp tục hình như là Sam Hương phải không? Sam Hương. Dạ quanh giới là 40. Dạ theo thân là 12. Dạ theo thân là 20. Dạ tán ngang là 53. Dạ chiều cao là 24. Sâm hương cho các bạn, hàng là hàng xin. Các bạn thấy chi dâm ha. À, được đi dạy kẽm bố trí rất là hài hòa. Dạ, cây sâm hương số 15, con xin báo giá là 4 triệu, bao gồm con chậu men chứ. 4 triệu. Rồi, chúng ta xin chào anh khác. Cây số 16, quay lại cũng là cây nguyệt quế. Nụ quá trời nụ luôn. Dạ, hoàng đế là 36. Nụ thiệt hay nụ gắn vô vậy? Dạ, thiệt đó chú. Thiệt hả? Dạ, eo là 17. Các bạn thấy nụ quá trời không ạ? Nhiều quá, có nhiều quá chứ. Nhiều quá tưởng gắn vô. Dạ, tán ngang là 38. Chốn phượng làm ăn mà cứ ngồi nó sốc hoài. Các bạn thấy bông nụ nó rất là nhiều ha. Quỳ quế cái giọng nói vậy mà. Dạ, các bạn ở phía Bắc mà đó. Phía Bắc thì khí hậu xanh không tôi không rõ, chứ trong miền Nam các bạn biết khi mà nó có bông nó có liên tục như thế này. Khoảng 3 tuần là nằm một đợt ra bông của nó, là bông từ chùm mà các bạn thấy không? À, cái quỳ cái trong Nam cây, như cây nó già cây quá chừng. Ừ. Cây chiều cao là 34. Nó nhỏ xinh xinh. Dạ cây nguyệt số 16 con xin báo giá là 1,2 triệu, giá đã có ship bao gồm con chậu men. Rồi xin mời em khác. Kim Bích Thái Thái Lan ê. Quốc tịch Thái. Hoàng đế là 76. Dạ thân là 16. Dạ tán ngang là 63. Không chưa. Chiều cao là 83. Hết rồi. Kim lúc số 17 con xin báo giá là 3,5 triệu, giá đã có ship. Đến nơi mình các bạn. Dạ. Em này cũng là em cuối cùng hả? Dạ cũng là em cuối cùng của clip luôn hả? Em cuối cùng để từ từ cho các bạn xem ha, cho các bạn xem còn chiêm ngưỡng ha. Cái này nó chơi cái kiểu này nó bung ra, nó bung giống như cành đào á, bung tròn ra. Cái này kêu bằng kiểu gì? Kiểu dù. Dạ. Tầng dù, tầng dù đó ha. Tầng dầu. Các bạn thân mến, em Kim Quýt mang mã số 17 được chào giá là 3,5 triệu. À, cây đã có ship, khi mà chuyển thì các bạn lưu ý ha, các bạn hãy nhìn từ trên xuống dưới, lại xuống dưới nữa, xuống dưới đưa là cái chậu. À, đấy, chuyển nguyên bộ như thế này đi ha. À, nhà vườn là khi mà chuyển nguyên bộ thì báo cáo cho các bạn, là nếu mà bóc cái chậu đi bó bầu thì cũng báo cáo rõ các bạn luôn. Thì đến đây thì Năm Thu cũng phải nói là chia tay với các bạn thôi. À, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. À, nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn ha. Rồi Phượng ơi, chúng ta cũng phải nói lời chia tay với cô bác và anh chị mình thôi con ơi. Dạ thì con cũng cảm ơn chú Năm.
Dạ thì con cũng cảm ơn cô chú trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cho con. Con cũng mong cô chú nhiệt tình và ủng hộ cho con cũng như ủng hộ những biết vừa qua ạ. Các bạn thân mến, Bonsai Phú Tài được phát sóng đều đặn trên kênh Thu Bonsai vào mỗi sáng thứ ba hàng tuần. Mong rằng các bạn ủng hộ. Chào các bạn, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn. Thank you.